Trận hòa 3 đều ở lượt đi giúp cho trận tái đấu giữa Man City và Real Madrid trên sân Etihad trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Với lợi thế sân nhà, tờ Citizen chắc chắn là đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng cũng đừng vì thế mà đánh giá thấp đi cái được gọi là DNA nhà vô địch của Real Madrid. Trước khi trận đấu này diễn ra, một thống kê thú vị có lợi cho Man City khi họ chưa từng thua Real Madrid trên sân nhà bao giờ. Los Blancos đã 5 lần làm khách tại sân đấu này. Họ chỉ giành được 2 trận hòa và phải chịu đến 3 thất bại. Trong đó chẳng ai quên được thất bại với tỷ số 0-4 ở trận bán kết Champions League mùa giải năm ngoái, biến Real Madrid trở thành cựu vô địch. Tất nhiên đoàn quân huấn luyện viên Carlo Ancelotti rất muốn trả lại món nợ này, nhưng để làm được điều đó e rằng không hề dễ dàng, bởi Man City đang có được sự tự tin vô cùng lớn sau khi giành chiến thắng 5-1 trước Luton vào cuối tuần qua. Thêm vào đó, thất bại của Arsenal và Liverpool đã chính thức đưa Man City trở lại ngôi đầu bảng Premier League với khoảng cách nhiều hơn 2 điểm. Có thể với một số giải đấu khác, con số này là cực kỳ mong manh, nhưng với những người theo dõi Ngoại hạng Anh lâu năm thì biết được nó rất xa. Bởi Man City một khi mà đã nghiêm túc rồi thì chẳng một ai có thể cản bước được họ băng băng về đích cả. Hơn thế nữa, lịch thi đấu những trận còn lại của The Citizen là dễ hơn rất nhiều so với Liverpool và Arsenal. Thế nên phải đến 60 hay 70% rằng Man City sẽ lên ngôi vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp. Thiên thời địa lợi nhân hòa chính xác là những từ dùng để miêu tả đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola ngay tại thời điểm này. Họ nhận tin vui ở giải quốc nội cũng như tình hình chấn thương của cao thủ. Trận đấu sắp tới, ông thầy người Tây Ban Nha sẽ có 100% nhân sự mạnh nhất. Kyle Walker đã trở lại và sẵn sàng đối đầu với Vinicius. Thủ thành Ederson Moraes cũng bình phục hoàn toàn chấn thương và trở lại khung gỗ. Nathan Ake sau vết đau gặp phải trong trận đại chiến với Arsenal vào cuối tháng trước cũng đã sẵn sàng nghênh chiến với Kane trắng. Khúc mắc lớn nhất với Pep lúc này họa chăng là phong độ không quá cao của Erling Haaland trong khoảng thời gian gần đây. Tiền đạo người Na Uy đã mất hút hoàn toàn trong trận 3 đều lượt đi và thường xuyên phải thi đấu quay lưng với khung thành của thủ môn Lunin. Nhưng có lẽ đó chẳng phải là điều khiến Pep bận tâm thì phải. Ông dường như đã chấp nhận hy sinh khả năng săn bàn của Haaland để biến anh trở thành cái nam châm di động để hút từ 1 đến 2 cầu thủ Real Madrid nhằm tạo ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Cũng giống như trong trận lượt đi, nhiều khả năng Pep Guardiola sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-2-4-1 trong trận đại chiến sắp tới. Đứng trong khung gỗ là sự trở lại của Ederson Moraes. Khả năng chơi chân của thủ môn người Brazil sẽ giúp ích rất nhiều cho Man City trong công cuộc thoát pressing cũng như triển khai các đường tấn công. Bộ ba trung vệ thi đấu trước mặt Ederson gồm Kyle Walker, Ruben Dias và Josko Vardion. Sự trở lại của Walker là vô cùng cần thiết vào lúc này trong bối cảnh hành lang cánh trái của các vị khách đang có một Vinicius vô cùng nguy hiểm. Hậu vệ 33 tuổi được kỳ vọng sẽ khóa chặt cầu thủ người Brazil. Vardion với phong độ cao trong khoảng thời gian gần đây tiếp tục được Pep trao cho vị trí hậu vệ lệch trái. Ông hy vọng rằng Vardion sẽ tiếp tục lập thêm những siêu phẩm như cái cách anh làm trong hai trận đấu gần nhất. Sự trở lại của Kyle Walker sẽ đẩy John Stones quay về vị trí tiền vệ quen thuộc. Như thường lệ, anh cùng Rodri sẽ hợp thành bộ đôi tiền vệ trụ quen thuộc. Trận đấu cuối tuần trước, Pep đã cất Rodri trên băng ghế dự bị để dưỡng sức cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Thế nên anh sẽ có sự sung mãn nhất trong trận đấu với Real Madrid tới đây. Chơi cao hơn đôi chút là bộ tứ Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và Jeremy Doku. Cả bốn cái tên này đang có phong độ rất cao trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là Foden và Silva khi cả hai là những cầu thủ ghi bàn thắng cho Man City trên sân Santiago Bernabeu. De Bruyne sau khi không được ra sân ở trận lượt đi đang ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Thế nên 90 phút tại Etihad, anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Và cuối cùng là Erling Haaland, cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Man City. Dù nhiệm vụ của anh rất rõ ràng là hút người để những đồng đội tỏa sáng, nhưng không vì thế mà Haaland có thể quên đi nhiệm vụ tỏa sáng của mình. Tiền đạo người Na Uy phải làm gì đó ở một trận cầu lớn như thế này mới có hy vọng cạnh tranh của bóng vàng trong tương lai. Về phía Real Madrid, họ bay đến nước Anh với sự tổn thất rất lớn về mặt nhân sự. Tấm thẻ vàng của Aurier Tchouaméni ở trận lượt đi khiến anh bị treo giò và chẳng thể nào ra sân trong trận đấu tới. Không có sự phục vụ của cầu thủ người Pháp là mất mát rất lớn với Carlo Ancelotti, bởi Tchouaméni có thể thi đấu tốt trong cả vai trò tiền vệ lẫn trung vệ. Hơn thế nữa, mỗi khi cầu thủ 23 tuổi đá chính thì Real Madrid chưa bao giờ thua ở mùa giải này. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để nói lên sự quan trọng của Á quân World Cup 2022 là lớn như thế nào. Ngoài ra, trong chuyến bay này còn không có Thibaut Courtois và David Alaba. Bộ đôi nói trên đều dính chấn thương nặng và chắc chắn nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này. Nhưng đồng thời, Eder Militao cũng đã quay trở lại trong khoảng thời gian gần đây. Cầu thủ người Brazil thường xuyên được Ancelotti tung vào sân từ băng ghế dự bị để làm quen và lấy lại cảm giác bóng sau khoảng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương. Dù có tâm thế không cao bằng so với đội chủ nhà, nhưng Real Madrid vẫn có thể lấy chiến thắng 1-0
trước Mallorca làm 4. Chiến thắng đó cũng là trận bất bại thứ 15 liên tiếp của Los Blancos trên mọi đấu trường. Cuộc đua vô địch La Liga xem như Real Madrid có thể yên tâm bởi họ đã đang hơn đội xếp thứ hai là Barcelona đến 8 điểm. Thế nên, đấu trường Champions League chính xác là ưu tiên số 1 của đội bóng Hoàng gia. Mặc dù vậy, có một thống kê bất lợi cho Los Blancos trước khi trận đấu này diễn ra. Các vị khách chỉ giành quyền đi tiếp 2 trong số 10 lần gần nhất sau khi không thể giành chiến thắng ở trận lượt đi. Đó là vào các mùa 99-2000, 2012-2013 khi Man United là nạn nhân của Real. Thế nhưng trước một đối thủ đáng sợ như Man City thì hai trận đấu kia dường như không có quá nhiều ý nghĩa, nhất là khi The Citizen đã đánh bại họ với tỷ số 4-0 ở trận bán kết lượt về năm ngoái. Sơ đồ 4-3-1-2 là sơ đồ yêu thích của Ancelotti tại mùa giải này và nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục sử dụng nó trong màn chạm trán với Man City sau đây 2 ngày. Như thường lệ, Lunin vẫn là thủ môn số 1 trong khung gỗ. Ở trận lượt đi, thủ môn người Ukraine không có quá nhiều cơ hội trổ tài khi những bàn thắng mà Man City ghi được đều là những siêu phẩm đẹp mắt và không có bất kỳ thủ môn nào trên thế giới này có thể cản phá được. Trước một hàng công Man City đáng sợ như lúc này, Lunin cần phải thi đấu tập trung hơn để hạn chế tối đa bàn thua cho Real Madrid. Với sự vắng mặt của Tuamani, nhiều khả năng đội trưởng Nacho Fernandez sẽ trở lại và cùng Antonio Rudiger hợp thành bộ đôi trung vệ chấn giữ trước khung thành của Lunin. Dù Nacho đã không còn duy trì phong độ cao, nhưng với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, anh được kỳ vọng sẽ phát huy những điều đó trong trận đấu này. Dù Militao đã bình phục chấn thương nhưng nhiều khả năng anh vẫn sẽ chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Dani Carvajal và Ferland Mendy vẫn sẽ là bộ đôi hậu vệ cánh của Real Madrid. Bộ ba tiền vệ của các vị khách là Federico Valverde, Toni Kroos và Eduardo Camavinga. Chơi cao hơn một chút có sự góp mặt của Jude Bellingham, cũng giống như Erling Haaland. Tiền vệ người Anh đã mất tích hoàn toàn trong trận lượt đi, khiến cho nhiều người hoài nghi về năng lực thực sự của anh ở các trận cầu lớn. Hơn ai hết, chính Bellingham cần phải tỏa sáng trong trận đấu khó khăn sắp tới để xua tan những nghi ngờ mà người hâm mộ đặt lên mình, cũng như khẳng định đanh thép rằng anh sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu quả bóng vàng trong tương lai. Song sát trên hàng công không có gì thay đổi khi vẫn sẽ là Vinicius và Rodrigo. Bộ đôi nói trên đều đã góp dấu giày vào những bàn thắng của Real ở lượt đi. Vinicius 2 kiến tạo và Rodrigo đóng góp 1 bàn thắng. Họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện cái duyên của mình với mảnh lưới của The Citizen. Dù không thể nói là hoàn hảo, nhưng đây có thể xem là đội hình mạnh nhất mà hai đội có ngay vào thời điểm này. Trận hòa 3 đều ở lượt đi giúp cho màn tái đấu của hai đội sẽ trở nên thú vị và gay cấn hơn bao giờ hết. Man City với những lợi thế tinh thần trước trận đấu cũng như thành tích đối đầu vượt trội chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Nhưng đây là sân chơi Champions League, nơi mà mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Dù đã từng thất bại 0-4 ngay trên sân Etihad ở mùa giải trước, nhưng cũng không vì thế mà người ta dám đánh giá thấp sức mạnh của đội bóng từ 14 lần lên ngôi vô địch Champions League. Ngay cả khi chỉ được đánh giá có 1% tỷ lệ giành chiến thắng thì cũng chẳng sao cả, bởi đối với Real Madrid 1% đã là con số quá nhiều rồi. Thật tiếc khi phải chứng kiến một trong hai đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay loại nhau ngay tại tứ kết, nhưng dẫu sao thì nó cũng đã xảy ra rồi. Cả hai chỉ còn biết nỗ lực hết sức mình để cống hiến một trận cầu mãn nhãn tại Etihad, và chúng ta cùng chờ đợi xem tấm vé vào chơi trận bán kết sẽ thuộc về ai.